And another. Happy birthday room from Papa. Yeah, thank you, bro. Okay. What is this? Cái gì đây? Năm sau anh có open hum. Nếu tình hình dịch ổn định thì anh sẽ làm một cái buổi gặp mặt nho nhỏ với mọi người. Mình thích chơi mấy trò bọt bọt như thế này nhỉ. Em ở Huế đoạn Kim Long nè. Chào Kim Long nhá. Anh ở Tây Lộc. Em thích nghe bài Mất Sắc Yêu rất hay. Cảm ơn em nhiều. Anh có fan ở Huế nha. Ở Huế anh đâu có fan đâu ta. Nhìn như em bé phi quái. Hello. Ok, để mình tập trung hơi quá nhá. Ấy, mãi trả xong. Japan. Tiếng Nhật mọi người ạ. Huế có fan. Thơm. Mừng sinh nhật rung rung nè. Tôi chúc bạn luôn hạnh phúc nhé bạn, khỏe mạnh, sẽ thành công trong công việc và đạt được những gì bạn nghĩ và làm ạ. Có nhiều công việc đến, bạn sẽ không bị nghèo đi và bạn sẽ không gửi từ nghèo cho những người nhìn thấy nó. Ok, nếu bạn có một công việc, bạn hãy thăng chức hoặc nói với fan club, chúng ta sẽ theo dõi để khuyến khích nhé. Và có món quà tôi tặng sinh nhật cho bạn, nó có thể hữu ích, nhưng năm nay bạn lấy món quà từ tôi chỉ cái này đầu tiên ạ, bởi vì tôi không nghèo. I'm just kidding. Chúc bạn một sinh nhật vui vẻ và mỗi ngày proper fanboy. Thank you so much. Wow. Thank for support me.
Lucky from Poker. Okay. It's nice. It's great. Yeah. Thank you. Thank you, Tyler. Try, yeah. Thank you. I know.